Hello các bác ơi. Đây các bác ơi, các bác có nhận ra cây gì không? Này mọi người ơi. Mọi người có biết cây gì không ạ? Đây ạ. Đây là cây tùng đen nhá mọi người. Chắc hẳn thì cũng không còn xa lạ gì với cả cây tùng đen này rồi, vì cây tùng đen là một cây kiểu quý và có giá trị về kinh tế cao. Được nhiều người yêu thích và cùng tìm hiểu về đặc điểm và ý nghĩa về và cách chăm sóc của cây tùng này với sóc cây đời nha. Thì cây được gọi cây tùng đen này thì hay gọi là cây hắc tùng, cây cứt chuột. Thì nghe cái tên hơi thô thiển nhưng mà cái cây này là cây một loại cây kiểng rất là quý hiếm đấy. Và nó có giá trị cao đó. Là một loại cây cảnh mà các tín đồ trồng cây kiểng thì sẽ yêu thích bởi vì cái hình dáng và ý nghĩa của nó. Đấy, và bây giờ thì hãy cùng cây đời để tìm hiểu đặc điểm, ý nghĩa và cách chăm sóc của cây tùng này. Về nguồn gốc thì cây tùng này nguồn gốc ý nghĩa thì cây tùng đen này hay còn gọi với cái cây với cái tên khác đó là cây trà xương đen này. Trà xương đen hoặc là tràng đen đó, hay là cứt chuột đấy. Thì cái cây này thì thuộc dòng thị trâm và thực vật rừng. Nó còn có nguồn gốc từ Quảng Ninh, Việt Nam, và như là cô trụ nè, hay là cô trụ hay là ba mùn hay là vân đồ gì đấy, và lĩnh Nam Trung Quốc và Malaysia nhé. Cây tùng này là cây 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 tùng đen này là cây mà thân gỗ, là thân gỗ nhá, và có tuổi thọ cao. Bên ngoài thì có màu vàng đen. À, cái vỏ 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 của nó là cái vỏ cây á, vỏ cây nó là màu đen ấy. Vỏ cây nó màu đen và tốc độ sinh trưởng trung bình, thích nghi với ánh sáng, bóng bán và phần khi hoặc là cái cây khuyết tán này thì lá của cây dạng lông chim. Mọc dày và sức sống cao thì sẽ khoảng từ 1 đến 2 năm thì thay lá mới, dù không có ánh sáng nhưng mà chúng vẫn được giữ được cái màu xanh mượt, mà từ 3 tháng đến nửa năm mà không rụng. Đấy. Thì khoảng 1 2 năm thì nó sẽ thay lá nhá. Thì hoa của cây tùng đen này thì khá là nhỏ màu trắng và sinh ra ở nách lá. Nách lá là mấy cái lách ở chỗ này, khe khe này này. Đó. Thì quả của cây thì khi non có sẫm màu xanh bóng và khi chín thì nó sẽ chuyển sang màu đen. Đó, vì đặc điểm này mà bị người ta bị nhà cây này thường người ta sẽ gọi là cây cứt chuột vì cái quả của nó màu đen ấy. Đó. Hiện nay thì cây tùng đen này trở nên khan hiếm á, và hiếm khi mà bị người ta khai thác nhiều ấy. Khai thác quá mức ấy. Và cây tùng đen này có giá trị kinh tế cao. Nó trước đây được dùng để đóng đồ nội thất rất tốt, do chất gỗ tốt và bền bỉ nên là được ứng dụng vào lĩnh vực nội thất. Sau này do thương lái Trung Quốc sang nước ta thu mua nên với giá cao nên là cây bị khan hiếm. Đấy. Sau này thì Trung Quốc sẽ mang cái tùng đen này được trồng theo dạng bonsai sang nước ta và bán với giá rất là cao đấy. Từ đó thì cái tùng đen này từ cây dùng để làm đồ nội thất gia đình thì chuyển thành cây cảnh bonsai và được nhiều đại gia yêu thích. Cái cây của mình đang cầm đây là một loại cây tùng đen vẫn còn nhỏ nhá, nó vẫn chưa được uốn nắn, nó chưa được lớn đó. Ngoài ra thì cây tùng đen còn có ý nghĩa phong thủy. Theo người Trung Quốc thì cây tùng đen này có khả năng là xua đuổi tà ma, trừ tà đó. Thì giúp cho gia chủ của mình làm ăn suôn sẻ này, gia đạo êm ấm này. Đồng thời thì cây tùng đen này có giá trị về dược lý và dùng để làm thuốc trị một số bệnh. Tác dụng của cây tùng đen này thì cây có công dụng là làm đẹp cảnh quan này, giúp cho thanh lọc không khí. Vừa mùi hương từ cây tùng đen có thể giúp cho gia chủ làm giảm căng thẳng này, stress hiệu quả. Và hơn nữa thì cây tùng đen còn được dùng làm đồ vật nội thất, có công công năng trị một số bệnh liên quan
như gan thận và cũng như là ngâm rượu thuốc làm thuốc bổ đấy. Thì cây tùng đen này hợp với mệnh nào? Cây tùng đen này thì vỏ thân màu đen tượng trưng cho mệnh thủy, và lá của nó là màu dạng kiểu là lá cây của nó dạng kim, tượng trưng cho mệnh kim. Cây thuộc loại thực vật thì thuộc mệnh mộc, bởi vậy thì cây tùng đen phù hợp với mệnh thủy kim mộc đó. Tuy nhiên thì theo ngũ hành thì kim sinh thủy, thủy sinh mộc, nên là nếu bảo hợp nhất thì là mệnh mộc và mệnh thủy về năm tuổi, thì cây phù hợp với người tuổi thân này, tuổi nhân này, à đâu, tuổi thân này, nhâm thân, bính quý thân thân. Bởi người tuổi thân thì có tính cách bền bỉ, chịu khó nhưng hay nhảy thoát nên là dễ long đong đó. Cây tùng đen này thì cũng có cái tính nhẫn nại nè, sức sống cao, có thể làm giá đỡ cho cái khỉ leo trèo, như gián tiếp tương trợ cho người tuổi này được suôn sẻ này, bớt khó khăn và luôn hanh thông trong mọi công việc. Cây tùng đen này thì bởi vì cái thuộc mệnh mộc thủy, nhưng mà cái vận khí lại là mệnh thủy và mệnh mộc. Do đó mà khi trồng hay là để đặt chậu bonsai ấy, thì cây tùng đen này gia chủ nên đặt ở hướng đông bắc hoặc là hướng bắc hoặc là hướng đông đó, vì hướng bắc là do truyền ngũ chấn đó. Hướng đông bắc thì hướng giao nhau của giữa phương bắc và phương đông, mang lại cho cả hai mệnh thủy và mộc. Do đó thì tốt nhất là vẫn là hai hướng này sẽ giúp cho kích hoạt khả năng của cây tùng đen và giúp mời gọi tài vận, xua đuổi vận rủi đấy, đem lại tài phúc an khang đến mọi gia đình. Và cách trồng cây tùng đen này thì để trồng được cây tùng đen này, bạn phải mua cây giống có thể sống tốt, khỏe và không bị sâu. Sau đó thì tiến hành trồng cây đó. Thì mình cứ mua sẵn cây như thế này này, mình mua sẵn một cái cây thế này xong rồi mình thay chậu mình trồng đó. Về đất trồng thì có thể trồng trong chậu này hoặc là về trồng ngoài ngoài vườn của mình ấy đó. Cây tùng đen này thì rất là dễ trồng rồi, chỉ có thể dễ chăm sóc và ít sâu bệnh. Bạn chỉ cần lưu ý một số điểm để cây phát triển thuận lợi, đó là về ánh sáng này, về nước tưới cho cây, hoặc là đất trồng sâu bệnh cắt tỉa ở đó. Thì mấy cái ý đấy thì các bạn có thể ở lên 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 search mạng, lên đấy, lên trên Google để các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn nhá. Và lưu ý khi cây khi trồng cây và chăm sóc mà cây bị xưa đổ nhá. Để cây được sống tươi tốt thì mới bắt đầu cần lựa chọn loại đất phù hợp để trồng. Chú ý về thời tiết và lượng nước cho cây phù hợp đấy. Đảm bảo cây trồng nhận được lượng ánh sáng thích hợp để phát triển và bón phân này, để cho ngăn ngừa cái sâu bệnh cho cây nhá. Thì cây tùng đen này thì trên các có thể tìm mua ở đâu, mà trên các thương mại điện tử thì cũng có đấy. Thì các bạn có thể tìm một nơi uy tín như là cây đời bây giờ đang có sẵn hàng nhá các bạn. Một cái cây như thế này đang còn sẵn hàng, thì các bạn có thể liên hệ với shop cây đời để mình có thể tư vấn cho các bạn này và nhận được ưu đãi tốt nhất. Thì địa chỉ của mình sẽ địa chỉ số hotline mình sẽ để ở dưới đầu trang này, thì các bạn có thể nhanh tay có thể nhắn tin cho mình, gọi điện cho mình qua số hotline để mình tư vấn và nhận các ưu đãi nha các bạn. Vì chậm tay là hết nha. Cây này rất là hiếm, cây này rất là hiếm và có thể nó có giá trị cũng khá là cao ấy. Cây này tầm 400 đến 450, cái cây như mà mình đang cầm như thế này thì nó cũng là một dòng cây mà khá là hiếm và nó rất là có giá trị. Nên là giá thành cũng khá là cao và vừa tầm với cả cây có kích thước như thế này. Cây này thì kích thước khoảng, nếu mà từ chậu đi thì khoảng 50 đến 60 cm nhé.
Đó, thì trên trên đấy cũng là một số cái thông tin mà liên quan đến cây tùng đen và những công dụng ý nghĩa về loài cây thân gỗ giá trị này mà mình chia sẻ. Thì hy vọng là qua cái clip này, qua cái video này thì các bạn có thể biết thêm nhiều điều bổ ích hơn và thú vị hơn, và có thể qua showroom cây đời để ủng hộ cho cây đời đó. Bye bye, cảm ơn các bạn rất là nhiều.